Chào bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ xử lý một cái lỗi của máy thở Dragger. Đây là hình ảnh của nó, hình nó hơi mờ nhưng mà mình sẽ cho biết nó xuất hiện lỗi như thế nào. Đây, lỗi của nó là Draga Session Euro. Đấy, cái phần đọc khí nó bị lỗi, không có áp suất khí. Cái lỗi chính xác của nó đây. Đấy, Remeter, tức là lỗi trên cái áp suất đồng, trên cái đồng hồ áp suất ấy. Thì chúng ta xử lý như thế này. Chúng ta vui lòng là chúng ta check cái ga inlet. Đấy, check cái cảm biến áp lực. Đấy, nếu mà nó ok thì là do cái bảng đồ điện ở trên bên trong máy hoặc là các khối ở bên trong máy nó có tốt hay không, nó có sẵn hay không, nó có hư hỏng hay là nó có cái thiếu thốn gì đó hay không. Trường hợp thứ hai là chúng ta kiểm tra kết nối khí và cái áp suất phải nằm trong khoảng từ 4 cho đến 6 PSI. Đấy, thường thì lỗi này xảy ra khi mà có một vết nứt hoặc là vết cắt ở trong vòi, ở cái đường dây của ống thở ấy, xung quanh không khí nó cứ bị rò rỉ vào bên trong hệ thống hay không. Không khí từ bên ngoài ấy, nó làm ảnh hưởng, nó rò rỉ vào bên trong và nó ảnh hưởng đến cái môi trường ở chân không, ở bên trong cái ống, ở trong cái hệ thống máy thở đấy. Trường hợp thứ ba là thực hiện hiệu chỉnh tất cả các trình tự dòng chảy, áp suất, bơm và rò rỉ. Các vấn đề như là chúng ta tương tự như là chúng ta kiểm tra pin 3V đấy. Và kiểm tra cái tấm PCB đấy, dùng để điều khiển. Nếu mà PCB nó không bị lỗi thì các bạn phải xem lại cái phần mềm, xem thử là nó có đúng hay không, cài đặt nó đã đúng chưa, hay là nó có mới nhất, nó có cái cập nhật nào đó hay không. Vui lòng chúng ta hiệu chỉnh thêm cái dòng chảy nữa. Ở trong cái chế độ là chế độ dịch vụ service, bạn có thể dịch cái chữ này ra chế độ, nếu dịch ra tiếng Việt nó là chế độ dịch vụ. Nhưng mà trước khi làm điều này chúng ta phải tháo tất cả các ống ra khỏi tường, ống O2, NO2, AIR đấy, đóng các xi lanh để tìm kiếm những cái rò rỉ từ nhỏ nhất mà có thể xảy ra. Trường hợp thứ tư thì bạn có thể vào cái chế độ dịch vụ, dịch ra từ này ra, dịch vụ service, và thử hiệu chỉnh các dòng khí tự do đấy. Thì sau khi làm 4 cái trường hợp này thì có thể máy thở của bạn sẽ hoạt động. Đây, chúng ta thực hiện 4 cái trường hợp như này: kiểm tra kết nối khí, áp suất, hiệu chỉnh dòng chảy, áp lực, rồi vào cái chế độ dịch vụ và hiệu chỉnh lại. Ở cái trường hợp thứ tư này là cái trường hợp nó ngắn gọn nhất mà nhưng mà nó thường xảy ra nhất, cái lỗi này nó thường xảy ra nhất. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo. Và các bạn có thể vào cái blog của mình, đây cái blog cá nhân, tài liệu học tập đây, 123blog.wordpress. Nếu các bạn không xem được, trong trường hợp các bạn không xem được thì các bạn vào Brucy, tức là fake ID ấy. Trong nhiều trường hợp mạng Viettel là FPT rồi đấy, nó sẽ chặn đi WordPress hoặc là blog, những cái mà tên miền miễn phí ấy, WordPress hoặc blog ấy họ sẽ chặn đi. Ví dụ ngày 2 tháng 9 là ngày gì đấy có liên quan nhạy cảm thì họ chặn đi. Thì để mà xem được những cái website như thế này thì bạn vào Brucy để bạn xem Brucytea. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.